xin chào cô chú anh chị và các bạn. Hôm nay là ngày mùng 8 tháng chạp ha, thì cũng dài hôm nữa bắt đầu là đến Tết rồi đó anh chị. Ngày hôm nay thì tụi em cũng sẽ đi thả cá phóng sanh ở trên sông Bến Tre ha. Hôm nay thì tụi em đi thì chắc là mấy chị đi chắc cũng hơi đông tí xíu nữa cho nó vui chị ha. Thì hôm nay là cũng là ngày 30 tây tháng 12 năm 2022 rồi. Còn có ngày mai, ngày mốt bắt đầu là tới Tết Tây rồi ha. Thì em cũng xin chúc tất cả các cô chú anh chị và các bạn có một năm mới an khang thịnh vượng, dồi dào sức khỏe, làm ăn phát tài và gia đình luôn hạnh phúc ha. Hôm nay đi phóng sanh có hai chồng em nè, có chị hai em nè, có chị Sang và chị Phương nữa. Dạ. Giờ đó là 9:20. Vậy mua cá rồi á hả? Chưa. À rồi thôi giờ mình đi vô ha. Được. Rồi. Rồi thôi đi vô. Dạ, đi đường này vô cũng được nè em. À, ai biết đâu. Ừ thôi đi đường kia đi mua cá đi ha. Thôi đi vô đường kia. Rồi thôi đi vô đi chị hai, đi vô đi. Bây giờ thì tụi em mình sẽ vào bên trong để mình mua cá ha. Thường trước thì tụi em sẽ đi phóng sanh vào ngày rằm hoặc là vào ngày mùng 1 đó anh chị. Rồi hôm nay thì tụi em đi ngày mùng 8 để đi mình mua con mua cá hình thức cũng tùy duyên á. Dạ. Chốt lên nha. Đi của gang của quận 7 hả? À. Chút xíu quận 7 rước. Còn khoảng 20 ngày nữa bắt đầu là tới Tết Nguyên Đán rồi đó anh chị. Chợ Bến Tre thì cũng lưa thưa, không có đông lắm đâu. Bây giờ thì thường là bây giờ thì bà con kinh tế đồ cũng tương đối khó khăn, nên là mình thường là mua sắm mà những ngày cuối năm á, thì tới đó thì bà con sẽ mua nhiều ha. Còn những ngày này thì cũng ít lắm. À thôi mình mua cá lóc, cá trê của chị đi. Dạ. À, đây cá lóc, cá trê. Ủa có mấy con nó hơi yếu hả chị? Mình bỏ ra. Dạ. Lựa em con cá nào mạnh á nha chị nha. Rồi đó. Mày ông đợi mình. Mua đó rồi. Dạ. Rồi thôi giờ mình mua hết trên đây em ha. Dạ. Dạ. Rồi cái chị cân cho em hả chị? Cái gì mấy chị ké không xanh của mình mà. Dạ. Phụ em ha. Nhờ anh vận chuyển ra giùm em. Đây là cá lóc và cá trê. Mua nữa. Trăm rưỡi cái hả chị? Trăm rưỡi à cưng. Bao nhiêu ạ? Còn 5 kg. 5 kg 1 đến 5 kg thôi. 750 rưỡi. Để cho em gửi đi một chút em lại em lấy chị vậy bà em gom lại. Cái đó mạnh ghê không? Đó là cá trê con chị ha. Thì em cũng sẽ mua hết cái phần cá trê này. Sao chị chỉ lấy cái vỗ vớt lên thử rồi chị. Lấy nhẹ rồi. Cái này là cá lùa. Cá trê chứ không phải là cá nhét. Dạ không. Cái này cá trê. Bốc bịch.
không có cho cháu chỉ chạy được. Sợ mình về cái chơi này là chồng chồng lại cho nó có mấy cái bóng dừa có mấy cái bóng dừa nữa đó. À, ngày hôm nay á, là tụi em đi á, ngày mùng 8 nên nó là rùa còn có mấy con à, chứ mà còn mà thường á, là tới những ngày rằm á, thì người ta bán rùa rất là nhiều anh chị. Cái này hôm nay là em đi hình thức tùy duyên ngày thường á, chứ không có đi vào những ngày rằm. Tính tiền giá đó đúng không vậy? 230 hả? Cô bác rẻ 230 ký. Ở này chừng 2-3 ký vậy cô. 2-3 ký vậy cô. Nhiều cô. Nhiều cô ké mấy tụi con là ấy đi này cung, nhờ có Mạnh Thường Quân cứu mấy vị này nè. Bữa nay mấy vị này có phước được Mạnh Thường Quân cứu nè. Mấy vị ở bên nước ngoài người ta có lòng từ bi nè, ta đi cúng ở cứu độ chúng sanh á. Dạ. Đây là lương hả? Lương. Lương. Kể cho mình chơi thao hết đi, chơi thao hết đi. Để vô cái bịch nó khi nó yếu á nha. Lương này là lương con anh chị, số lượng con lương rất là nhiều. Rồi bỏ qua cái bịch đó đi, bỏ đây. Rồi. Còn cái bịch gì nhỏ, này cá gì? Cá gì? Cá này là cá trê. Cá trê. Chút xíu nước à. Rồi còn cái con đó con gì? Cá ở có mấy con nè. Cho vô luôn. Cá bóng. Dạ cho ra bỏ vô nó đi. Cá bóng, cá bóng. Dạ cho tôi vô hết. Còn đây là cá bóng dừa. Còn đây là bên đây là rùa nè. À đúng rồi, chồng lại đúng rồi đó. Còn bên đây là cá lóc và cá trê phải chồng lại tại vì nó rất là mạnh anh chị. Cá đó cá trê cá lóc. Chị nó nhảy á. Rồi giò bỏ. Rồi, con này là cái gì ạ? Này là rùa. Rùa. Rồi em bỏ cái bịch vô trong cái túi đó luôn em. Sai mẹ tôi đi mày nói mày làm. Em. Thì bây giờ tụi em mình sẽ đầu mình ra sông lớn để mình phóng sanh cá chị ha. Thì về phần kinh phí cho buổi phóng sanh ngày hôm nay á là cũng của các anh chị ở nhóm Hương Sen và của chú Đức và cô Phấn. Cũng có hùng kinh phí vào là $100 Mỹ ha. Và cũng có kinh phí của các chị cũng hùng vào để mình sẽ thực hiện buổi thả cá ngày hôm nay ha chị ha. Thì em cũng cảm ơn các anh chị ở nhóm Hương Sen và chú Đức và cô Phấn rất là nhiều nha. Giờ này cũng là 7 giờ mấy gần 8 giờ rồi anh chị. Mà trời thì cũng âm u, sương mù dày đặc luôn. Thường thì tụi em cũng đi phóng sanh buổi sáng vậy nè, do nó mát mẻ. Với mình đi giờ này thì cũng ra ngoài đó thì nó cũng không có sóng rồi, nó cũng dễ. Còn bây giờ tụi em sẽ ra sông lớn ha. Ở bên kia là cái bến tàu của công ty du lịch. Bây giờ cũng gần xong rồi đó anh chị. Bến tàu này của thành phố Bến Tre luôn. Thank you.
phấn. Bột phấn. Hả? Bột phấn. Bột phấn. Và gia đình được tiêu tai giải nạn, tội chướng tiêu khiên, bệnh viên tiên giảm, quân đại an hòa, quanh năm không chút tai ương, mỗi ngày thêm lành, các thánh hiện tiền, bồ đề tâm tăng trưởng, mai sau nhận sanh về cõi Phật. Sau cùng cầu tiên cho phụ hoàng thất tổ và các quan gia trái chủ của các chúng con rộng cùng các chiến sĩ và chiến sĩ vì nước hy sinh, đồng bào tử nạn, người thương trong họ, 12 loại vô hồn nương công đức này sớm xả đường mê, mau lên bờ giác siêu sanh, lạc cảnh vô lượng kiếp tới nay tội đều tiêu diệt. Cấp nguyện năm siêu vương thới pháp giới chúng sanh đồng thành Phật đạo. Nam mô A Di Đà Phật. 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 Di Đà Phật. Nam mô A 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 Di Đà Phật. Nam mô Đà Phật. Nam mô A Di 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 Đà Phật. Nam mô A Nam mô A Di Đà Phật. 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 Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Thấp tay chậm. Nam mô A Di Đà Phật. Đây mới lần đầu tiên anh mình không có biết. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Dịnh chị. Nam mô A Di Đà Phật. 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 A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. Nam mô 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 A Di Đà Phật. Cho trống giữa sông luôn á. Thả này cho nước đi trống. Nam mô A Di Đà Phật. Nào đi là phước nè. Thả luôn đi. Ok ok. Nam mô A Di Đà Phật. Ngồi xuống, ngồi xuống. Nam mô A Di Đà Phật. Bắn nè. Bắn ra ngoài rồi đó. Gọi đi vô đi mày chạy. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nó bò cạn lương bò. Nam mô A Di Đà Phật. Ông rùa nhảy nhảy. Ông rùa nhảy xong. Nam mô A Di Đà Phật. Mấy ông này quay đầu ra không? Quay đầu ra có ra không? Ra mà quay đầu có ui. Lương nó bắn rồi cả. Ừ. Ơi ơi có bò ra không? Bò ra bò rồi vô.
có ông là chiếu chiêu chiêu nữa. Thả người luôn nha. Đây. Bây giờ cho là ủa kẻ cả ông bơi, kẻ ông bơi kẻ. Kẻ kẻ cả ông bơi cả phớt. Thả con ra, thả người đi con. Người thả con đi, chị thả con cho con nhỏ nè, lấy con nhỏ nè. Đi từ từ con, đi dép con hết trơn không con? Hai đứa giỡn kìa không? À. Gua mà sợ. Đi từ từ chị hai. Trơn lắm nha chị hai. Hay đâu hả? Nam mô A Di Đà Phật. Nè, ông này nhảy nè. Nam mô A Di Đà Phật. Khiêu. Thôi thả luôn đi em. Để ông nhát á. Nam mô A Di Đà Phật. 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 Luôn mạnh lắm. Nay nè nè ông rùa ngồi đầu lên rồi thấy không? Thấy thương nghe không cả? Trời ơi. Đại vi quan thấy âm Bồ Tát Nam Mô Đại Bi. Hôm bữa đường ê ông anh xong im á. Mấy ông bơi lòng đi vòng vòng. Rồi vô đi vô không có chạy đâu. Nam Mô Đại Nguyện Địa Tạng Vương Bồ Tát. Nam Mô Đại Nguyện Địa Tạng Vương Bồ Tát. Nam Mô Đại Nguyện Địa Tạng Vương Bồ Tát. Nam Mô Đại Nguyện Địa Tạng Vương Bồ Tát. Sáng hôm nay thì em cũng ghé thăm lại nhà của ông ba đây anh chị. Ông ba thì đi lượm ve chai, giờ này bắt đầu về nhà rồi anh chị. Có lúc thì em đi ra đường khi không có gặp ông ba nên là em phải ghé nhà ha. Đây cái xe này thì như ông ba để mình làm cái chân với có chỗ rằng mình chứa đồ mà đồ ve chai mình đi lượm rồi đó anh chị, để mình chứa lên chứ nếu mà đi mà không có cái xe này thì cũng không có chỗ để mình chứa ha. Ví giống như là để làm cái chân để ông ba đi anh chị. Giống như là ông ba thì không có thấy đường rõ đó, nên là mình lấy rồi để mình dắt nó đi giống như là cây gậy vậy đó. Dạ. Dạ dạ được rồi. Dạ con chào ông ba. Dạ. Dạ ông ba bước xích tới con nói chuyện chơi với ông ba xíu. Dạ. Mấy này làm được không ông ba? Dạ. Dạ, lột khẩu trang đi cho ở trong nhà. Dạ con đứng xa xa mà đâu có sao. Dạ. Con mắt ông ba hôm nay bị sao vậy? Cũng vậy rồi, không thấy bịt mù rồi à. Không có, nhưng mà mắt con bên bụp luôn rồi. Con này bị 587. Nhưng mà giờ nó bụp luôn vậy hả? Dạ. À vậy mà nhiều khi ông ba ra đường đeo kiếng nên con nhìn không có ra. Dạ. 587 giờ nó hết có đen luôn rồi. Dạ. Không mở được. Rồi sắp luôn. Tết nhất là làm ăn thấy đỡ hơn ông ba? Cũng vậy thôi. Dạ. Ngày 530 kiếm được đủ ăn sáng nè. Dạ. Nhưng mà giống như đi làm giống như là để cho mình có sức khỏe rồi hả ông ba? Dạ đúng rồi. Với để kiếm tiền đủ cà phê ha.
Vậy nó khỏe ở nhà bằng khần lắm. Dạ. Rồi Tết rồi ông ba có đi làm không? Cũng vậy à. Ngày nào cũng làm suốt, không có nghỉ ngày nào ha. Vòng vòng chợ vậy, cũng đi dẫn xe lôi đi vậy, đi không đi không dẫn. Dạ. Hôm đi xe lôi vậy họ thấy không ra, họ thấy họ tránh. Dạ. Vậy chứ đó. Mà còn nếu mà bây giờ mà mình không có cái xe lôi thì cũng không có chỗ chứa đồ, rồi nhiều khi mình đi đứng rồi cũng hơi khó khăn ha. Đâu có sách gì được. Dạ. Hôm trước ông ba nhớ mà bữa mà con ghé thăm bà Út á, mà con gặp ông ba nhớ không? Cách đây cũng nửa tháng à. Dạ đúng rồi. Cách đây nửa tháng à. Dạ. Cái em tôi á, nó không có gia đình. Dạ. Nó 75 tuổi rồi. Dạ. Giờ mình thấy như vậy thôi, mình tới luôn cho nó ăn ngủ cho nó đỡ đỡ buồn. Dạ. Vậy á. Dạ. Thì bữa đó thì mấy anh chị ở nhóm Hương Sen á, dạ, thấy dạ. Ông ba, thấy ông dạ. ba mà thấy mắt yếu mà còn đi thu hoạch ve chai vậy nè, nên là mấy anh chị cũng có gửi một tí tiền để ông ba xài Tết nha. Dạ. Dạ, ở đây là 1,5 triệu, đây ông ba đưa tay là ông ba cầm giúp con nha. Dạ, dạ đây là 1,5 triệu nha ông ba. Dạ. Mấy anh chị cũng gửi tặng cho ông ba để ông ba có tiền ăn uống cho nó ngon ha ông ba ha, đang coi cho có sức khỏe. Dạ. Rồi thôi ông ba cũng giữ gìn sức khỏe nha, con về nha. Vậy cảm ơn tất cả mấy cô mấy cậu, cảm ơn nhiều lắm, chúc dạ. sang năm mới dồi dào sức khỏe vạn sự như ý. Dạ. Rồi thôi ông ba giữ gìn dạ. sức khỏe nha, con dạ, cũng dạ. về nha ông ba. Dạ 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 cảm ơn chú nhiều lắm. Dạ dạ rồi thôi con về. Dạ dạ. Dạ rồi con về nha ông ba. Dạ. Cảm ơn con nhiều lắm nha, gửi lời dạ. thăm anh mấy em đồ khỏe hết trơn. Dạ. Đây là đồ về chai này ông ba bị ướt ông ba phơi anh chị. Ngày nào ông ba cũng đi làm như vậy á để mình cũng có tí thu nhập để mình sử dụng ha. Đây là cái đồ nghề đó ông ba đi làm đây. À, xe thì đâu có chạy được đâu, chỉ có dắt thôi chứ không có chạy được. Thì em cũng thay mặt ông ba gửi lời cảm ơn đến các anh chị nhóm Hương Sen rất là nhiều nha.